Xin chào anh em, mình là Gầy. Clip trước thì mình đã có làm về một chiếc laptop có với mức giá khoảng 12 triệu. Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm về một chiếc laptop với mức giá cao một chút, nằm ở phân khúc gaming khoảng 20 triệu đồng. Và đó là sản phẩm gì thì mình sẽ giới thiệu luôn. Đây chính là chiếc Asus Strix GL553VD. Và anh em muốn biết nó có gì hay ho thì hãy chờ đợi sau intro chứ còn gì nữa. Cũng tương tự như video lần trước thì mình sẽ xin được nói về một số điểm mà mình hài lòng cũng như là chưa hài lòng về sản phẩm này. Về những điểm chưa hài lòng trước đi, anh em ta thường khoái chê chứ đúng không? Thì mình sẽ nói qua một số điểm chưa hài lòng. Cái điểm chưa hài lòng đầu tiên của mình đó là cái loa này nó chưa có chất lượng, nó gọi là như mình kỳ vọng, nó hơi nhỏ hơn một chút so với mình nghe, đặc biệt là trong một cái phòng mà rất là nhiều anh em ở đây. Bao nhiêu anh em ngồi ông nào cũng chơi loa ngoài, mình bật lên thì nhiều khi mình bật nhạc cái âm thanh nó vẫn chưa thực sự là mình sướng. Cái thứ hai nữa là cái âm bass của cái loa này thì nó hơi bị mỏng một chút. Tất nhiên là âm bass ở trên một chiếc loa máy tính nó sẽ mỏng rồi, nhưng mà cái âm bass của chiếc loa này thì nó có vẻ hơi mỏng hơn các chiếc loa khác một chút. Đó chính là cái điểm đầu tiên là mình không thích về chiếc máy này. Cái điểm thứ hai mà mình chưa thực sự thích ở chiếc máy này đó chính là tuy nằm ở với mức giá khoảng 20 triệu đồng, thậm chí là lên đến 22 hay hình như là 25 triệu khi mà vừa mới ra mắt. Thế nhưng sản phẩm này lại thiếu, anh em biết thiếu cái gì không? Thiếu ổ SSD. Với một cái sản phẩm laptop với mức giá khoảng hơn 20 triệu đồng thì kể cả gaming hay không gaming thì bản thân mình thì hầu như là thích có một cái chiếc ổ SSD hơn. Và có thể hãng có thể gia giảm gì đó để có thể căn chỉnh vừa thêm một chiếc ổ SSD để cho cái cấu hình nó vừa hợp lý hơn. Tuy nhiên thì với cái mức giá như vậy thì chiếc máy này lại chưa có ổ SSD, là cái trải nghiệm của mình nó chưa thực sự đã. Đó, đấy là hai điểm mà mình chưa thực sự hài lòng về sản phẩm này. Thế bây giờ quay sang những điểm mà mình hài lòng đi. Hình như là có nôm na khoảng 4 điểm thì phải. Thứ nhất là GL553VD có một chất lượng hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời. Không chỉ ở cái chất lượng hoàn thiện của vỏ này, rồi thì mặt trước, mặt sau này. Chúng ta sẽ có cái cảm giác vô cùng cứng cáp. Tuy cái trọng lượng nó có hơi nặng một chút, khoảng độ 2,54kg nếu mình không nhầm thì phải. Thế tuy nhiên bù lại chúng ta sẽ có cái mặt lưng bằng nhôm này, cái bề mặt phần chiếu nghỉ cũng như là cái phần kê tay là bằng nhựa. Tuy nhựa thế nhưng mà cái phần này vẫn là rất là chắc chắn. Và hơn nữa thì cái phần nhựa này sẽ giúp cho anh em không bị truyền nhiệt quá nhiều trong quá trình chơi game. Bởi vì khi mà chơi game thì rõ ràng là CPU cũng như là GPU sẽ phải nóng lên đúng không nào. Tuy nhiên nó sẽ làm giảm thiểu cái quá trình truyền nhiệt vào cái phần kê tay của chúng ta, giúp cho quá trình chơi game nó thoải mái hơn. Và hơn nữa là mình cảm giác như cái bản lề của màn hình cũng rất tốt, cho mình cái cảm giác gật lên gật xuống rất là chắc chắn và mình hoàn toàn có thể mở bằng một tay. Bàn phím cũng là một trong những cái điểm nhấn mà mình cho nó vào phần thiết kế. Khi mà mình có một cái cảm giác rất là sướng trong quá trình chơi game cũng như là gõ phím. Độ dày của phím là khoảng 2,5mm với độ nặng rất vừa phải cho quá trình gõ cũng như thao tác cực kỳ thoải mái và tuyệt vời. Hơn nữa, vị trí cũng như là kích thước của touchpad cũng rất hợp lý. Để ở vị trí như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể gõ mà không bị tì cái phần lòng bàn tay xuống cái phần touchpad quá nhiều, giúp cho các bạn thao tác một cách rất là thoải mái. Đó là những gì mà mình thích về phần thiết kế. Thế còn nói về phần thứ hai đi. Điều mình thích thứ hai đó chính là về phần màn hình. Ở trong mức giá khoảng 20 triệu, đặc biệt là trong phân khúc gaming, cái phân khúc mà thường tập trung nhiều hơn vào cấu hình thay về những cái trải nghiệm khác, ví dụ như màn hình, thì đây là một cái màn hình mình cho rằng là nó có thể gọi như là tuyệt vời nhất ở trong phân khúc này rồi. Với một cái tấm nền IPS và theo như một số trang đánh giá là có độ phủ màu lên đến 95% sRGB. Rất tiếc là mình không có một cái thiết bị đo chuyên dụng ở đây, cho nên mình đành phải lấy thông số bên ngoài vậy, các bạn thông cảm nhé. Và với cái độ phủ màu như vậy thì thậm chí không phải là gaming, mà kể cả các anh em làm đồ họa này, chỉnh ảnh, chỉnh nhiếc, giống như kiểu cậu editor của mình đây, cũng có thể rất vừa lòng về cái chất lượng màn hình như thế này. Tuy nó vẫn có hiện tượng hở sáng thường thấy ở trên màn hình IPS, thế nhưng mà mình vẫn rất vừa lòng với cái góc nhìn rộng cũng như là độ sáng cao của màn hình này. Anh em cầm ra ngoài trời không quá chói thì anh em vẫn có thể sử dụng cách rất là bình thường. Độ sáng theo như thông số là lên đến khoảng 280 thậm chí là 300 nits. Điểm thứ ba mà mình thích về sản phẩm này tất nhiên là về cấu hình rồi. Ở trong cái phân khúc khoảng 20 triệu đồng, chúng ta sẽ được sở hữu một con chip i5-7300HQ và cũng như là cả GTX 1050. Ở cái thế hệ GTX 10X Series, thế hệ Pascal, thì card ở trên laptop đã gần như không chênh lệch quá nhiều so với card ở trên desktop rồi. Nó chỉ chênh lệch khoảng độ tầm từ 5 đến giỏi lắm là 7-8% gì đấy thôi. Cho nên là các bạn yên tâm là cái card 1050 ở trên chiếc laptop này sẽ gần như là không chênh lệch quá nhiều so với phiên bản ở trên desktop. Và cũng đúng như mình kỳ vọng thì nó có khả năng chơi game tương đối tốt.
tuy con chip i5 7300HQ chưa thực sự quá mạnh, thế nhưng mà nó gần như là best choice cho cái tập tiền 20 triệu này rồi. Các bạn gần như không thể kiếm được một con chip nào có hiệu năng mạnh hơn ở trong phân khúc này với mức giá chính hãng mà là hàng mới trong năm nay nữa. Điểm cuối cùng mà mình ấn tượng về sản phẩm này đó chính là những cái tính năng đi kèm. Asus bên cạnh trang bị cho các bạn những cái cấu hình này, màn hình này, rồi thiết kế tốt trong tầm tiền thì họ cũng chăm chút thêm về những cái tính năng ngoài nữa. Thứ nhất, ví dụ như ở trên này chúng ta sẽ có cái mic hai kênh ở đây, stereo rất là hay. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một cái chất lượng touchpad rất là tốt. Anh em có thể thao tác rất nhiều cử chỉ với cái touchpad này. Và đây là một cái touchpad cực kỳ chất lượng với driver precision và giúp cho anh em có thể thao tác một cách chính xác hơn. Và thật sự là trong quá trình sử dụng thì mình cảm thấy nó hơn rất nhiều những cái touchpad rẻ tiền. Một cái tính năng nhỏ khác đó chính là LED bàn phím. Với một sản phẩm gaming thì cái việc thiếu vắng đèn LED là cái việc không thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà Asus cũng cho chúng ta khá là nhiều đèn LED, không chỉ LED bàn phím mà chúng ta sẽ có LED cả phần mặt lưng nữa ở cái phần logo Asus ở đây. Tuy nhiên có một điểm nhỏ mình không thích, đó là cái đèn LED này nó có độ sáng chưa thực sự cao khi so sánh với các sản phẩm laptop gaming khác. Vậy là đó là những cái điều mà mình thích cũng như là chưa thích về sản phẩm này. Mình điểm lại những điều mình chưa thích nhá. Thứ nhất đó là chất lượng loa nó chưa đạt như mình kỳ vọng. Cái điều thứ hai mình chưa thực sự hài lòng lắm đó là việc nó thiếu vắng đi cái ổ SSD trong cái tầm giá tiền như thế này. Và bổ sung thêm một điều nhỏ nhỏ đó chính là cái đèn LED của phím nó chưa thực sự sáng như mình mong muốn. Và có rất nhiều điểm mà mình hài lòng, đó là màn hình, cấu hình, thiết kế cũng như là rất nhiều tính năng hỗ trợ người dùng mà Asus cung cấp. Chốt lại đó là những điểm mà mình thích cũng như không thích ở cái thiết bị laptop này. Có thể có rất nhiều anh em sẽ nói với mình rằng là cái tầm 20 triệu này thì sao không build case đi cho sướng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thì cái việc mua một chiếc laptop gaming thay vì build một cái case thì rõ ràng là cái tính di động của nó sẽ cao rất nhiều đúng không nào? Ví dụ nhá, nếu anh em là sinh viên chẳng hạn, Tết đến nơi rồi, bây giờ build một cái case xong là về quê xong như nào? Vác cái case về hay là anh em định vứt nó ở văn phòng xong là về quê xong là thế thôi. Với thứ hai nhá, ví dụ như cậu editor của mình, cậu ấy làm render video chẳng hạn, attach rất nhiều file video chẳng hạn vào, bây giờ cậu muốn bê cả cái project đấy về nhà làm việc thì cậu chả lẽ cậu mang cả cái cây về à, đúng không? Thế sở hữu một cái laptop mà multimedia đa dụng như thế này sẽ giúp cho những cái người mà hay phải di chuyển qua lại như thế, nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho công việc cũng như là tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Và nếu nghe đây anh em quan tâm đến sản phẩm này thì anh em có thể tham khảo tại website của Alphard PC. Nhớ đọc thật kỹ nhá, bởi vì sẽ có rất nhiều anh em cần phải quan tâm, ví dụ như là các gói bảo hành cũng như là quà tặng đi kèm này. Và nếu anh em cho rằng đây là một sản phẩm chưa thực sự tốt, hoặc là nếu anh em cũng thấy đây là sản phẩm tốt thì cũng có thể comment bên dưới cho mình biết. Video này là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video lần sau. Bye bye.